Top 10 sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á năm 2023. Sân vận động Gelora 10 tháng 11 nằm ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java của Indonesia được mở cửa vào ngày 11 tháng 9 năm 1954. Với tên gọi ban đầu là sân vận động Tambaksari. Sân vận động này đã trải qua hai lần cải tạo vào các năm 1969 và 2018. Sân vận động này nổi tiếng bởi hàng cây giáng hương mắt chim được trồng trên đỉnh của khán đài, có thể xem như một mái che tự nhiên cho khán giả. Gelora 10 tháng 11 có thiết kế 4 mặt khán đài. Trong đó phần trung tâm khán đài phía Tây có mái che và đã được lắp đặt ghế đơn. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả. Mặt sân Gelora 10 tháng 10 sử dụng cỏ Zoysia Macella, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 800 lux. Sân vận động này đã được cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA cho một địa điểm tập luyện của vòng chung kết U17 World Cup 2023 vào cuối năm nay tại Indonesia. Lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng, sân vận động Hòa Xuân phải góp mặt ở sân chơi hạng 2 của bóng đá Việt Nam. Được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2013 trên diện tích đất 66.530m2, sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2016. Kinh phí xây dựng ban đầu là 300 tỷ đồng, sau khi được đầu tư lắp đặt ghế ngồi và dàn đèn chiếu sáng, tổng kinh phí xây dựng là hơn 327 tỷ đồng. Sân bóng này có sức chứa 20.000 khán giả, biến nó trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Việt Nam hiện nay. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi, trong đó khán đài A có thiết kế 2 tầng được trang bị mái che. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài sân Hòa Xuân mang màu xanh dương, trong đó ghế ở khán đài B có màu sắc hơi nhạt, do được tận dụng từ sân vận động Chi Lăng. Mặt sân Hòa Xuân sử dụng cỏ Bermuda, nhưng việc chăm sóc mặt cỏ này được thực hiện không tốt, nên chất lượng mặt sân luôn chỉ ở mức trung bình. Sân vận động Tan Sri Dato, Haji Hasan Yunus hay còn được gọi là sân vận động Larkin được xây dựng vào năm 1964 tại thành phố Johor Bahru, bang Johor của Malaysia. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 15.000 khán giả. Năm 1991, sân vận động Larkin được cải tạo để nâng sức chứa lên gấp đôi là 30.000 khán giả. Theo thiết kế ban đầu, đây là một sân vận động đa năng với mặt cỏ và đường pitch bao quanh. Có thể tổ chức nhiều môn thể thao. Năm 2013, sau khi trở thành sân nhà của câu lạc bộ Johor Darul Tazim, đội bóng này đã chi 240 triệu ringgit để tân trang lại hoàn toàn sân vận động Larkin. Đường pitch của sân vận động này bị loại bỏ và phủ lên lớp thảm màu xanh dương đại diện cho câu lạc bộ Johor Darul Tazim, biến nó thành một sân vận động chỉ dành riêng cho bóng đá. Hiện tại, sau khi lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài, sức chứa của sân vận động Larkin giảm xuống còn 24.000 chỗ ngồi. Ghế trên khán đài mang hai màu đỏ và xanh dương. Trong khi đó, mặt cỏ sân vận động này đang trong quá trình làm mới để chuyển đổi từ cỏ lá gừng sang cỏ Zeon Zoysia. Đây là sân nhà của đội 1 Johor Darul Tazim từ năm 2013 đến năm 2019. Và hiện là sân nhà của đội trẻ Johor Darul Tazim, đội bóng đang chơi tại MFL Cup, giải bóng đá chuyên nghiệp cho các cầu thủ U23 của bóng đá Malaysia. Tun Abdul Razak là sân vận động nằm ở huyện Maran, bang Pahang của Malaysia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2015. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 92 triệu ringgit Malaysia. Sân được đặt theo tên của cựu thủ tướng Malaysia, Tun Abdul Razak. Sân vận động này có thiết kế khá vuông vức, với 4 mặt khán đài đều có 2 tầng đều nhau. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn, được khảm ngẫu nhiên giữa màu cam và màu ghi. Chỉ có khán đài phía Tây được trang bị mái che. Sức chứa hiện tại của sân vận động Tun Abdul Razak là 25.000 khán giả. Đây là sân bóng được đánh giá cao về thiết kế và cơ sở vật chất. Toàn bộ mặt tiền sân vận động được trang trí bằng họa tiết kim cương mang 3 màu sắc, cam, đen và ghi. Mặt sân Tun Abdul Razak sử dụng cỏ nhân tạo, được lắp đặt với kinh phí 2 triệu ringgit Malaysia. Sân vận động này là sân nhà của câu lạc bộ Felda United từ năm 2016, trước khi đội bóng này giải thể vào năm 2020. Hiện tại, sân vận động này được sử dụng cho các hoạt động bóng đá phong trào của người dân địa phương.
Sân vận động Maguwo Hajo được bắt đầu xây dựng vào năm 2005 tại khu vực nhất chính Sleman của đặc khu Yogyakarta. Với diện tích xây dựng 25 ha, nó chính thức được khánh thành vào năm 2007. Kinh phí xây dựng là 100 tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Maguwo Hajo lấy ý tưởng từ sân vận động San Siro nổi tiếng của nước Ý, với 4 cầu thang tròn ở 4 góc của sân vận động. Ngoài ra, đây là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sân vận động này có 4 mặt khán đài, trong đó khán đài phía đông và phía tây có lắp đặt mái che. 100% khán đài Maguwo Hajo vẫn là các bậc ngồi bê tông, mỗi khán đài mang một màu sắc khác nhau. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 31.700 khán giả. Nó cũng đã trải qua một vài lần cải tạo nhỏ vào các năm 2019 và 2020. Mặt sân Maguwo Hajo sử dụng cỏ Zoysia Macella, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 1.200 lux. Ở mùa giải này, ngoài là sân nhà của PSS Sleman, đây còn là sân nhà của câu lạc bộ RAN Nusantara. Buriram United câu lạc bộ đã thống trị bóng đá Thái Lan trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua. Đội bóng này cũng là chuẩn mực cho việc xây dựng một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và bài bản với tất cả các câu lạc bộ bóng đá tại Đông Nam Á hiện nay, trong đó có sân nhà của họ, sân vận động Chang Arena. Được khởi công xây dựng từ năm 2010 trên khu đất rộng 150 ha tại tỉnh Buriram. Điểm nhấn của Chang Arena là toàn bộ sân vận động được xây dựng từ các kết cấu thép đúc sẵn. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Chang Arena cũng đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới là sân bóng đá cấp FIFA được xây dựng nhanh nhất trên thế giới khi hoàn thành chỉ sau 256 ngày. Kinh phí xây dựng là 500 triệu bạt. Chang Arena là sân vận động bóng đá Thái Lan đầu tiên đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 24.000 khán giả. Cuối năm 2014, sân vận động này được mở rộng sức chứa lên 32.600 chỗ ngồi. Phần lớn ghế ngồi trên khán đài là màu xanh lam, còn lại là những chiếc ghế màu trắng được sử dụng để khảm chữ Buriram và Thunder Castle biệt danh của sân bóng này. Khi bạn bước lên cầu thang vào sân vận động, bạn phải trầm trồ vì nó quá đẹp, hiện đại và rất tuyệt vời. Cảm giác giống như đi dạo quanh một sân bóng tại châu Âu. Dàn đèn của Chang Arena có độ sáng 2.000 lux. Trước mùa giải này, mặt cỏ của sân vận động này cũng đã được làm mới. Trong đó trọng tâm là cải thiện hệ thống thoát nước, giúp rút ngắn thời gian thoát nước sau các trận mưa lớn, từ 20 đến 30 phút trước kia, xuống còn khoảng 10 phút. Sân vận động Batakan được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 18 ha vào ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Nó chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2017. Kinh phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Batakan lấy cảm hứng từ sân vận động Emirates nổi tiếng của câu lạc bộ Arsenal. Với mái che bao phủ toàn khán đài, tuy nhiên mái che này được đỡ bởi các cột chống nằm trên tầng 2 của khán đài, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả ở một số vị trí ngồi. Khán đài Batakan có 2 tầng ở cả 4 mặt, và hiện tại 90% khán đài đã được lắp đặt ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi, có 3 màu sắc là xanh, trắng và ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Nhiều cơ sở vật chất của sân vận động Batakan đạt tiêu chuẩn của FIFA, bao gồm mặt sân sử dụng cỏ Zoysia Macella. Trong khi đó, với việc lắp đặt 270 đèn LED, dàn đèn sân vận động này có công suất chiếu sáng 2.300 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiba Balikpapan. Đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Sultan Ibrahim là sân nhà mới của câu lạc bộ Johor Darul Tazim kể từ năm 2020. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 140.000 m² vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại thành phố Iskandar Puchi, bang Johor. Sân vận động này chính thức khánh thành vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 với kinh phí xây dựng 200 triệu ringgit Malaysia. Lấy cảm hứng từ lá chuối, thiết kế sân vận động Sultan Ibrahim được đánh giá rất cao. Mái che của sân vận động đã được tối ưu hóa về hiệu quả sử dụng vật liệu. Nó nằm trên 56 dàn hình vòm và có sự hỗ trợ từ cấu trúc bê tông chính của khán đài. Tuy nhiên, mái che này không bao quát được tất cả các vị trí ngồi của khán giả. Mái che là sự kết hợp giữa màng PTFE và ETFE có tổng diện tích 36.300 m².
Vào ban đêm, toàn bộ cấu trúc trở nên sống động nhờ ánh sáng đèn, thường hiển thị màu sắc của câu lạc bộ Johor Darul Tazim và bang Johor là xanh dương, trắng và đỏ. Khán đài Sultan Ibrahim được thiết kế theo kiểu lượn sóng, với toàn bộ ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi mang màu xanh dương đồng bộ. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Mặt sân Sultan Ibrahim sử dụng cỏ Zeon Joycia, đạt chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới. Sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 2005 tại huyện Kuala Nerus, bang Terengganu của Malaysia. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2008. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 270 triệu ringgit Malaysia. Tên của sân vận động này được đặt theo tên của quốc vương hiện tại của bang Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Thiết kế ban đầu của sân vận động này có mái che ở khán đài phía Tây và phía Đông. Tuy nhiên, vào các năm 2009 và 2013, lần lượt cả hai mái che này đều bị sập. Nguyên nhân chính được xác định là do lỗi thiết kế và vật liệu không phù hợp. Dù sau đó, chủ sở hữu có ý định xây dựng lại mái che cho sân vận động theo một thiết kế mới, nhưng cuối cùng điều này đã không xảy ra. Đến tháng 10 năm 2014, sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin được sửa chữa với kinh phí 26 triệu ringgit Malaysia. Vào tháng 2 năm 2020, đường chạy bị hư hỏng do sập mái che đã được thay thế bằng cỏ nhân tạo, tương tự như sân vận động Larkin ở Johor, biến sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin thành sân bóng chỉ dành riêng cho bóng đá. Mặt sân Sultan Mizan Zainal Abidin sử dụng cỏ Bermuda, được thi công với kinh phí 1 triệu ringgit Malaysia vào năm 2019. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Terengganu. Sân vận động quốc tế Jakarta chính là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 22 hectare vào tháng 3 năm 2019 tại Tanjung Priok, Jakarta. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 2019 việc xây dựng sân vận động mới thực sự bắt đầu. Sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái thu vào có sức chứa lớn nhất ở châu Á hiện nay. Mái che của sân vận động quốc tế Jakarta có tổng khối lượng lên đến 3.900 tấn. Trong đó phần mái che có thể thu vào được làm bằng màng ITFI và dài 100 mét. Sân vận động này được thiết kế gồm các khán đài 3 tầng với tổng sức chứa 82.000 khán giả. Sân sẽ có tổng chiều cao 73 mét, trở thành một trong những sân vận động cao nhất thế giới. Hình dạng của sân vận động được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Betawi. Mặt ngoài của sân được thiết kế theo phong cách sọc hổ dựa trên linh vật của câu lạc bộ Persia Jakarta, trong khi ghế ngồi được phối màu ngẫu nhiên dựa trên màu áo của Persia. Sân vận động quốc tế Jakarta có một đài quan sát ở bên dưới mái che. Đài quan sát nằm ở độ cao 70 mét so với mặt đất và có tầm nhìn 180 độ. Dù là sân bóng lớn nhất Indonesia hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia vẫn chưa có trận đấu chính thức nào trên sân vận động này.